chào mừng quý thiện hữu đang đến với kênh Trần Lê Hiếu Hạnh. Wow Wow là một startup phi lợi nhuận, một thành viên và là hệ sinh thái sinh nghề giảm nghiệp. Sau đây, sổ tay CTM, góc nhỏ trong ta tìm về tiếng nói của sâu lười khi làm bạn với Zalo. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, hồi đó cũng bày đặt mê thầy a du theo chúng bạn này nọ, giờ rảnh á nhưng đánh xong bài hát chắc hết bà thanh xuân vải cả nó. Ngày 29 tháng 5 năm 2020, nếu ai đó hỏi về điều giá trị đáng kể tới mà mình chắc chiêu trong ngần ấy năm sống trên cuộc đời này là gì, thì câu trả lời đáng tự hào của mình là bạn. Bạn bè, chứ không phải tình cảm hay sự nghiệp. Nếu so sánh ba chuyện này với việc trồng cây, thì cái cây tình cảm của mình đang héo úa trơ trọi lá. Bé sự nghiệp chẳng buồn nảy mầm, đừng nói tới lên được cây ra lá. Chỉ có cây bạn bè là mãi xanh tươi, dù cũng nhiều lần mình quên chăm bẩm, trong những lúc thở thôi cũng thấy mệt của cuộc đời này. Gọi là anh chị em vì mình thương thiệt là thương, thương như người nhà. Bạn thương mình thương bạn. Vậy là đã vì yêu thương mà sống đến giờ. Nhiều lần ngồi ngẫm nghĩ, nếu không ai giúp đỡ, mấy chục năm rồi chắc không qua nổi. Không qua nổi theo đúng nghĩa đen luôn. Là người mình thương rất nhiều, là mấy đứa bạn thuở còn kéo nhau chơi trò phù kéo mò cầu, người cùng mình đi qua hết mấy năm cấp 3 ngô nghê, cùng dò dẫm tập quen cuộc sống bộn bề của Sài Gòn những ngày đại học. Hai con nối phố từ cái thời còn mài đũng quần trên ghế đại học tới khi dắt nhau về làm cùng một ổ. Khi mình bận làm giàu cho bác sĩ thì tụi nó đứa cà thẻ giúp, đứa vác con nhỏ chưa đầy 2 tuổi vô đăng ký thủ tục hành chính làm cả phòng cấp cứu. Là mấy đứa em cùng team thần thánh suốt ngày bị chị nó dìm hàng, nhưng lúc nào cũng tươi rói, xinh đẹp, dễ thương. Là bà bạn cùng nhau trưởng thành muộn vì chưa bước qua cái tôi của bản thân. Một con nhỏ 800 năm không nói chuyện mà cứ gặp là rủ đi phượt, mình trở thành phượt thủ lúc nào không hay là nhờ nó. Con nhỏ nữa thì một tiếng tình yêu, hai tiếng tình yêu, bồ nó mới nghe tưởng hai đứa bị les. 800 năm không gặp nhưng mỗi lần gặp là 888. Một con bé em luôn yêu thương mình dù mình hay chửi nó. Một ông bạn thi thoảng lại nhắn house is going. Mình sẽ không kể hết được đâu vì Zalo ghen tị nên cứ báo hết ký tự. Chỉ muốn viết lại đây để thấy đời mình đẹp thôi rồi. Để lỡ hôm nào cuộc đời tát vài phát có thể vào đọc lại để bớt tủi thân. Tháng 6 năm 2020, Sài Gòn sáng thì nắng nóng oi bức, nhưng đến chiều lại đổ mưa tầm tã. Nhiều người ghét những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn bởi đôi khi nó làm trễ nhịp sống của họ, và đôi lúc nó làm người ta cảm thấy cô đơn trống trải. Mưa xua tan cái nắng của Sài Thành, mưa làm Sài Gòn tĩnh lặng, lắng động hơn.
Mưa làm dòng người trên phố bớt hối hả hơn. Mưa làm con người ta chậm lại một chút giữa cuộc sống tấp nập này. Những cơn mưa bất chợt đặc trưng của đất Sài Gòn. Nó đến bất ngờ, ngắn ngủi. Có người sẽ cảm thấy khó chịu, có người thích thú, có người cau mày, và cũng có người vui vẻ đón nhận. Cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta, những khó khăn thử thách luôn ập đến một cách bất ngờ. Có người nhẹ nhàng đón nhận, nhưng cũng có người không vượt qua được, để rồi bị cảm lạnh. Nếu không thể đi ra ngoài, chi bằng hãy hướng vào bên trong. Ngày 9 tháng 7 năm 2021. Nếu Sài Gòn là đàn bà, thì nàng là để yêu chứ không phải để cưới. Là nơi để đến chứ không phải nơi để trở về. Nếu là đàn bà, nàng là ả đàn bà dễ bỏ nhưng khó quên. Trác Thúy Miêu. Đã bao nhiêu người chạy thoát thân khỏi Sài Gòn như một gã đàn ông trở về bên vợ mình, bỏ lại cô nhân tình bé nhỏ quằn quại trong cơn đau. Bao nhiêu người còn nhớ về ả với hàng trăm cuộc truy hoang, với vũ khúc tam thập lục thế. Bao nhiêu người còn ở lại bên ả, cùng gánh chịu kiếp mệnh trầm luân trong cơn bỉ cực. Nàng Sài Gòn bao đêm mua vui cho biết bao gã đàn ông lắm bạc nhiều tiền. Đêm nay khóc cười một mình. Nhưng Sài Gòn sẽ không trách những gã đàn ông đã từng bước qua đời mình đâu. Bởi nàng hiểu, nàng sinh ra là nơi để đến. Chia tay với tình nhân đôi khi lại là cách để nàng dưỡng bệnh. Nàng sẽ lại khỏe, đẹp, lại kiêu hãnh, lại đổng đảnh như vốn có. Và rồi sẽ lại mê hoặc bao trái tim si tình như đã từng. Bởi nàng là ả đàn bà dễ bỏ nhưng khó quên. Nàng sẽ không cô đơn trong cuộc chiến, bởi sẽ còn hàng trăm người không có nơi để trở về như mình, đã bám víu mảnh đất này, đã từng xem Sài Gòn như một phần xương thịt, đêm nay sẽ khóc cười cùng nàng. Ta cùng chờ một ngày không xa, Sài Gòn lại đón bao gã nhân tình sẽ lại đến, lại làm nên một Sài Gòn hoa lệ như đã từng. Yêu lắm Sài Gòn. Tôi, Sài Gòn, ả đàn bà dễ bỏ nhưng khó quên. Sưu tầm. Mười tháng tám năm 2021. Chờ hết giãn cách nha mấy đứa. 23 tháng 1 năm 2022. And when you want something, and you must compromise in helping you to achieve it. 14 tháng 2 năm 2022, lễ tình nhân. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy cần phải tạm rời cuộc sống thành phố, đừng chần chừ, hãy lên rừng hoặc về với biển. Hãy dành chút thời gian không gian sống cùng thiên nhiên và cảm nhận nguồn năng lượng tích cực xung quanh. Hai mươi bốn tháng ba năm 2022. Có bình yên nào mà không xót xa.
4 tháng 7. Dù thể chất và tinh thần kiệt quệ đến đâu, chúng ta cũng phải duy trì đời sống tinh thần. Tuy rằng hình thức không xa hoa, nhưng vẫn tốt hơn là quá lười biếng, qua loa, sưu tầm. Ngày 20 tháng 8 năm 2023, dạo này hay nghĩ về những cuộc gặp gỡ và những mối quan hệ trong đời. Càng lúc càng chắc chắn rằng mọi điều đều được sắp đặt từ trước một cách hết sức tỉ mỉ. Chỉ cần chờ đến lúc nào đó trong đời thì những điều ấy sẽ xảy đến. Những người cần gặp sẽ phải gặp, những chuyện cần trải sẽ phải đi qua. Từ nhỏ đã có ý thức hướng đến việc tạo dựng những mối quan hệ lành mạnh, tích cực và bền vững sẽ nuôi dưỡng một tâm hồn khỏe mạnh. Ấy vậy mà việc học cách để xây dựng và duy trì những mối quan hệ khỏe mạnh xung quanh vất vả hơn rất nhiều. Trong đời, bài học nào được trả bằng tiền thì bài học ấy vẫn còn rẻ chán. Thậm chí, đã có những thời điểm trong đời nghĩ rằng thật đủ đầy khi có những người bạn tuyệt vời, những người bạn tri kỷ luôn bên cạnh, những người luôn chọn ở lại. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất kể lý do gì, cảm thấy thật biết ơn. Bầu trời vẫn xanh nhưng đã xanh một màu xanh rất khác. Ngày 25 tháng 8 năm 2023, trước khi có ý định đặt chân đến một vùng đất nào đó, dù cho mục đích là gì, chúng ta hãy nên tìm hiểu một chút về văn hóa ở đó. Thật sự bản thân không biết mình gây ồn trong lúc ăn, cho tới khi mình đặt chân tới xứ sở hoa anh đào. Mình đã từng đọc ở đâu đó nói rằng đi Nhật sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn. Từ đó, bạn không còn phản ứng gay gắt với những quan điểm đối lập, cũng không bao giờ xem mình là đúng để đi phán xét mọi người. Thật sự chuyến đi đã khép lại, nhưng văn hóa kính trọng thức ăn của họ, bày tỏ lòng biết ơn đối với thực phẩm là điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với một đứa coi nhẹ việc ăn như mình. Họ thường cúi đầu trước khi ăn, họ sẽ cúi đầu nhỏ nhẹ như một cách thể hiện sự tôn trọng đối với thực phẩm và những người đã chuẩn bị món ăn. Khi ăn thì họ thường ăn một cách yên tĩnh, tránh đánh đáp hay nói chuyện lớn để không làm phiền người khác. Bên cạnh đó, việc ăn một cách gọn gàng, từ tốn giúp họ nhai kỹ từng miếng nhỏ để thưởng thức hương vị và cảm nhận đầy đủ các loại thức ăn. Sau khi kết thúc bữa ăn, họ sẽ kết thúc một cách sạch sẽ và sử dụng hết phần thức ăn để tôn trọng những người đã nấu nướng và dọn dẹp sau bữa ăn. BS, trên đời này cái gì cũng có hai mặt, nhớ không được xem nhẹ bất cứ thứ gì. Ngày 30 tháng 8 năm 2023, càng lúc càng nhận ra thời gian không hiện hữu theo cách mà chúng ta thường nghĩ. Thời gian vô hình mà hữu hình. Đôi lúc ta thấy thời gian rõ như cách ta nhìn vạn vật, từ màu sắc, dáng hình đến những chuyển động rất vật lý. Nhưng hầu hết ta sẽ chẳng thèm để ý đến thời gian, mà để mình bị cuốn theo thời gian hoàn toàn vô thức.
ta để thời gian trôi tuột qua kẻ tay, trôi tuột qua những ngọn tóc, trôi tuột qua những khoảnh khắc mà đáng lẽ ta đã phải nâng niu giữ gìn và hiện diện ở đó với sự việc sự vật, với những người ta thương. Đời người thật dài mà cũng thật ngắn. Một mùa Vu Lan nữa lại về, mùa hiếu hạnh. Cầu cho cha mẹ muôn phần bình an. Ngày 4 tháng 9 năm 2023, chúng ta ai cũng có những ước mơ to lớn, nhưng rồi cũng phải siêu lòng trước sự bình yên. Sau mọi chuyện, có lẽ đã được nhiều hơn mất, được những bài học và được thêm những người bạn chân thành. Điều được to lớn nhất có lẽ là đã học được cách luôn hiện diện với chính mình. Điều bất như ý đã đến rồi đi, hạnh phúc có rồi lại không, buồn vui xuất hiện rồi lại biến mất, suy nghĩ đi vào rồi lại đi ra. BS, chỉ có lười nhất hay là vẫn nguyên vẹn đủ đầy. Ngày 29 tháng 9 năm 2023, dẫu bạn có 5 tuổi, 15 tuổi, 25 tuổi hay 35 tuổi, hay nhiều hơn ngần ấy tuổi, cũng đều mong ngóng, nôn nao khó tả, mỗi độ trung thu về chạm ngõ. Không biết từ bao giờ, từ khi được sinh ra, trong con người ta đã tồn tại sự háo hức về trung thu. Và tôi tin rằng ai cũng có những mùa trung thu riêng cho mình. Không trung thu nào giống trung thu nào, nhưng tâm hồn thơ trẻ là giống nhau, sự háo hức đó là giống nhau. Trung thu nay dường như khác lắm. Ngồi giữa hành lang yên ắng của nơi này, đắm mình trong luồng suy nghĩ miên man, giữa phố xá ồn ào vội vã, con người ta cứ cuốn cuồng theo vòng xoáy của cuộc sống mà đôi khi quên mất thứ gọi là hương vị tình thân. Sau ngần ấy năm thờ ơ, cũng biết thả mình cho cảm xúc rơi tự do, rồi cứ thế để mặc nước mắt chảy tràn. May mà chỉ là sự hiểu lầm. Hồi còn làm quảng cáo nhớ slogan của một nhãn hiệu rằng trung thu là Tết tình thâm, hình như là vậy. Mong trời không mưa, tối nay ai cũng quay quần bên gia đình nhâm nhi ly trà, nhấm nháp miếng bánh trung thu dưới ánh trăng tròn sáng vành vạnh. Một mùa trung thu trọn vẹn, đông đầy yêu thương. Các bạn yêu bản thân cũng là các bạn dạy người khác yêu bạn. Còn quý hiện hữu đã chọn làm bạn với Zalo như thế nào?